Xin chào tất cả mọi người nha. Video hôm nay em sẽ không giới thiệu một con máy nào, mà em sẽ nói đến một cái vấn đề mà được rất nhiều các bác đặt câu hỏi cho bọn em trong thời gian vừa qua. Đấy là nên mua một con máy bãi hay là một con máy mới. Thì là đối với câu hỏi này thì trên ý kiến cá nhân của em thôi nhá, ý kiến cá nhân của em thôi. Thì là nó có 3 vấn đề như thế này, 3 vấn đề các bác cần suy xét như thế này. Thứ nhất là túi tiền của các bác có tầm bao nhiêu, kinh tế của các bác mà hạn hẹp ấy thì không nhất thiết phải mua một con máy mới. Thứ hai là các bác mua máy về để phục vụ cho công việc gì, vấn đề như thế nào đấy, thì là một con máy bãi hay là một con máy mới nó sẽ phục vụ tốt hơn đấy, hay là chỉ cần một con máy bãi nó đã phục vụ được nhu cầu của bác rồi đấy. Và vấn đề thứ ba nữa, nếu như mà tài chính của các bác ấy mà có tài chính để mua một con một em 26 ngựa đi ví dụ thế, thì các bác có thể từng tầm lấy tiền, các bác có thể mua được một em máy bãi trên 30 ngựa, mã lực nó khỏe hơn, chắc chắn là trên 30 ngựa đấy, chắc chắn nó khỏe hơn đấy. Và khi nói đến cái vấn đề này thì em xin chắc là xin nói về đến cái khía cạnh là máy bãi là gì, máy bãi là gì đấy. Ở đây thì chắc là cũng nhiều bác tìm hiểu, nhiều bác nông dân hoặc nhiều bác thợ người ta tìm hiểu thì cũng biết rồi, máy bãi thực ra là máy được sản xuất và được sử dụng ở tại Nhật Bản và Thái Lan. Và ở bên Nhật Bản ấy ở Nhật Bản ấy thì người ta sẽ có quy định sử dụng cho riêng từng cái máy, tức là ví dụ em máy này chỉ được sử dụng trong vòng 2 năm thì người Nhật Bản người ta chỉ sử dụng trong vòng 2 năm, và người ta sau 2 năm thì người ta sẽ mua một em máy mới thì người ta không sử dụng em máy đấy, và cái em máy đấy sẽ như thế nào, em máy đấy sẽ được chuyển ra bãi, một cái bãi ở bên Nhật Bản ấy, ở bên Thái Lan. Và ở cái bãi đấy thì các nước, ví dụ các nước ở Đông Nam Á hay thậm chí là các nước ở châu Âu, trong đó có các nước Đông Á, trong đó có Việt Nam mình, thì là sang đấy để mua lại những chiếc máy đấy về phục vụ cho nông nghiệp mà nền Việt Nam mình đấy. Thì là máy đấy ra hết hạn sử dụng đấy, đến thời hạn sử dụng, đến thời kỳ sử dụng ấy, thì người nông dân mình bán ấy, người ta không dùng nữa, chứ không phải là có vấn đề gì dùng ra máy móc người ta mới thải ra đấy. Hoặc là có trường hợp là người nông dân người ta không muốn làm nông nghiệp nữa, hoặc là người ta không làm nông nghiệp nữa thì người ta sẽ bán lại đi, hoặc là người ta bán lại đi những cái gì phục vụ cho nông nghiệp, ví dụ như máy kéo, máy cày, hay là máy kéo máy cày, hay là máy gặt lúa đấy, máy gặt lúa. Cho nên nó đang rất là còn tốt nha mọi người đấy. Ví dụ trước mắt các bạn đây là một em máy gian máy bảy mới chạy được 376 giờ, thì chắc là nó chỉ rơi vào cái trường hợp là các bác, một bác nông dân nào đấy ở bên Nhật Bản người ta không làm nữa, người ta bán lại đấy, thì rất may mắn là tôi mua lại được em này, rất là đẹp đấy. Và em xin nói đến một khía cạnh nữa là khía cạnh nên mua máy bãi ở đâu, mua máy bãi ở đâu. Thì máy bãi thực ra để chênh lệch với máy mới thì nó không quá là nhiều chênh lệch đấy. Máy bãi thì hầu như là nó nguyên zin, nếu như có một số con bị thay thế ở bên Nhật Bản ấy thì cũng không sao, cũng không ảnh hưởng về vấn đề gì. Bởi vì sao? Bởi vì ở bên Nhật Bản ấy, người Nhật Bản ấy, ví dụ như hỏng hóc một cái bộ phận nào đấy của một cái cục nào đấy trong con máy thì người ta sẽ thay nguyên cái cục đấy, chứ không phải là sửa chữa như bên Việt Nam mình là chắp vá đấy, nên mà các bác có thể yên tâm đấy. Mà hầu hết thì máy bãi thì đều là nguyên zin, hầu hết máy bãi đều là nguyên zin đấy. Và về cái khía cạnh nên mua máy bãi ở đâu thì em nói đến đây không phải là để các bác mua máy bãi ở Hải Sơn, mà các bác có thể lựa chọn mua máy bãi ở một cái cơ sở hoặc một công ty lớn. Bởi vì sao em lại nói đến cái vấn đề là các bác phải mua máy ở một cái công ty hay cơ sở lớn, bởi vì có hai vấn đề như thế này. Thứ nhất là mua ở một công ty hoặc cơ sở lớn thì có rất nhiều máy bãi cho các bác thỏa sức lựa chọn, chứ không bị gò bó vào một hai con máy, các bác phải chọn con này chọn con kia đấy, các bạn có thể thoải mái lựa chọn đấy, các bạn thử thoải mái lựa chọn và so sánh để mua được một em máy bãi nó tốt đấy. Và thứ hai nữa, những cái công ty mà những cơ sở lớn ấy thì thường thường
uy tín người ta luôn luôn đặt lên hàng đầu đấy. Như các bác biết đấy, uy tín đặt lên hàng đầu thì kéo theo cái chất lượng của máy nó sẽ tốt thôi. Ví dụ Hải Sơn bọn em thì bán máy luôn luôn trên cái tiêu chí phục vụ về nông dân, và máy phải tốt thì mới bán cho nông dân. Đấy, khi một người nông dân người ta quyết chốt lấy em nào thì không phải là lấy được ngay, mà phải qua quá trình kiểm tra bảo dưỡng, thay lọc, thay nhớt, thay phớt, kiểm tra đầy đủ mọi thứ để các bác về nhà chỉ có việc chạy luôn, không phải sợ, không phải suy nghĩ vấn đề gì. Và thứ hai nữa là mua máy xong thì chiếc máy đấy còn theo chế độ bảo hành 6 tháng 1 năm, nên các bác có thể yên tâm. Và máy bên Hải Sơn thì bán về từ Bắc đến Bảo Nam, rất nhiều bác nông dân đã mua máy Hải Sơn, các bác cũng biết rõ được cái chế độ đấy, biết rõ được cái chế độ đấy đấy. Và theo như thông tin của em biết ấy, thì là ở miền Bắc chỉ có hai nhà xuất nhập khẩu chính đấy là Tiến Đạt và Hải Sơn. Đấy, Tiến Đạt và Hải Sơn đấy, thì các bác có thể tùy sức để lựa chọn thôi, thì tùy ý kiến các bác, tùy sở thích của các bác lựa chọn thôi. Đấy, đấy, trên đấy là một số ý kiến cá nhân của em thôi. Bác nào có ý kiến góp ý gì thêm hoặc là có vấn đề gì ngoài lề thì các bác có thể để lại phần bình luận ở phía dưới, và nhớ đừng quên đăng ký cho kênh Máy Nông nghiệp Hải Sơn để em có động lực ra thêm nhiều video bổ ích hơn nữa phục vụ cho bà con nông dân. Em xin chào mọi người.